Theo Cục Thú y, Việt Nam đã sử dụng 5,9 triệu liều vaccine dịch tả heo châu Phi. Tại các địa phương đã từng có dịch bệnh rất nghiêm trọng như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh. Nhưng sau 1-2 tháng sử dụng vaccine, dịch bệnh đã được kiểm soát, khống chế tốt. Qua đó cho thấy, việc sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi là rất quan trọng và cần thiết. Cách đây khoảng 3 tuần, Philippines đã chính thức cho phép sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi vào chiến lược phòng chống bệnh này. Qua đó cho thấy, vaccine dịch tả heo châu Phi của Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu về khoa học kỹ thuật, phù hợp với các quy định quốc tế về sản xuất vaccine, trong đó có quy định của Tổ chức Thú y Thế giới, quy định của nước nhập khẩu. Mặc dù không thuộc các tỉnh thực hiện mô hình thí điểm đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, nhưng tỉnh Long An đã chủ động triển khai 33 mô hình theo hướng sản xuất này, mỗi mô hình từ 15 đến 20 hecta. Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2025, tỉnh tập trung thực hiện đạt 60.000 hecta canh tác lúa thuộc vùng dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và vùng lúa ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh tiếp tục mở rộng để đạt 125.000 hecta tại một số huyện và thị xã Kiến Tường. Trà Vinh là tỉnh có diện tích dừa lớn thứ hai cả nước, nhưng phần lớn là giống dừa truyền thống, đã được trồng lâu năm nên năng suất chất lượng không ổn định. Toàn tỉnh chỉ có 8 doanh nghiệp cơ sở chế biến dừa xuất khẩu, nhưng chủ yếu quy mô nhỏ, các sản phẩm chế biến sâu còn ít. Trước thực trạng đó, các nhà khoa học có chung nhận định, để nâng cao chuỗi giá trị dừa, tỉnh Trà Vinh cần tập trung nghiên cứu, chọn tạo các giống dừa mới, năng suất cao, chất lượng tốt, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lớn về đầu tư để có thêm dừa sản phẩm chế biến sâu phục vụ xuất khẩu. Quan tâm nâng cao chất lượng giống dừa sáp cấy phôi, quy hoạch dùng nguyên liệu dừa tập trung quy mô lớn có liên kết với doanh nghiệp. Theo quy hoạch, đến năm 2030, diện tích dừa của tỉnh Trà Vinh ổn định ở mức 28.000 hecta, trong đó 50% sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân đầu tư chăm sóc nên các rẫy khóm của nông dân tại tỉnh Hậu Giang phần lớn cho năng suất cao. Ước sản lượng 10 tháng qua đạt gần 33.500 tấn, tăng gần 1.700 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện khóm loại 1 được thương lái thu mua tại rẫy với giá từ 13.000 đến 13.500 đồng một trái. Sau khi trừ chi phí, nông dân còn lợi nhuận 40-50%. Trong 3 năm gần đây, giá khóm thường được thương lái thu mua ở mức cao nên người trồng phấn khởi. Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Thời điểm này, bên cạnh việc tập trung sản xuất hoa kiển để cung ứng cho thị trường, các hộ trồng hoa kiển tại làng hoa Sa Đéc cũng tất bật chỉnh trang khu vực sản xuất để tạo điểm nhấn, phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh vào dịp lễ Tết. Như tại tổ hợp tác sản xuất hoa kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, các tổ viên có nhiều ý tưởng mới để cải tạo khu vực sản xuất rộng 10.000 m2 trở thành điểm đến lý tưởng. Hiện đơn vị đã trồng trên 20.000 chậu hoa các loại, trong đó chủ lực là mâm xôi màu với 35.000 giỏ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổ hợp tác còn chuẩn bị hàng trăm cây bông súng nia, mỗi lá súng có đường kính lên đến 2 mét để khách tham quan chụp ảnh.